Các em xong hết cái thủ tục hành chính đấy chưa? Các em ơi. Rồi cô ạ. Thì bây giờ còn một chút thời gian nữa thì cô chia sẻ nốt những cái kinh nghiệm liên quan đến hóa đơn. Tóm lại là ở cái chương hóa đơn này thì đầu tiên là các cái quy định chung về hóa đơn này, sau đó thì đến các cái thủ tục hành chính về hóa đơn này. Đấy, và đến cái phần này thì cô chia sẻ những cái kinh nghiệm đi làm. Thì sau này mà các em thứ nhất là đến mà mình làm cho một công ty mới mà mình tiếp quản ngay từ ban đầu ấy, thì những cái thủ tục hành chính về hóa đơn là các em nó chỉ có biết những cái thủ tục. Đầu tiên là chúng ta phải phát hành. Sau khi chúng ta phát hành xong thì chúng ta phải học cách viết hóa đơn, cách xuất hóa đơn điện tử, đúng không? Thế và trong cái quá trình mà chúng ta viết không may nó bị sai thì chúng ta lại phải tìm hiểu về xử lý hóa đơn viết sai. Đấy, thì bây giờ như hiện nay là xử lý hóa đơn viết sai theo quy định cũ ở thông tư 39 thì hóa đơn giấy nó có 3 trường hợp. Một là đã chưa xé rời khỏi cuốn, hai là đã xé rời khỏi cuốn, ba là hai bên đã kê khai thuế, đúng không? Tiếp theo đến xử lý theo thông tư 32 và thông tư 68 hóa đơn điện tử thì nó có 2 trường hợp. Một là hai bên viết sai mà lúc ý là lúc cái quy định cũ ấy là hóa đơn chưa cấp mã, cơ quan thuế họ chưa cấp mã đâu, thì chỉ có là hai bên mà sai thì sẽ làm biên bản thỏa thuận và sau đó thì hủy cái hóa đơn đấy đi và viết lại cái hóa đơn khác thay thế, đúng không? Thế còn trường hợp mà đã kê khai thuế rồi thì kể cả hóa đơn giấy hay là hóa đơn điện tử thì các em đều không được hủy mà sẽ làm biên bản điều chỉnh. Đấy, đấy là theo quy định cũ. Đấy, còn ít nữa thì các em cập nhật theo thông tư 78 xem nó có cái gì khác so với cái quy định cũ về cái vấn đề là xử lý hóa đơn viết sai hay không. Và hóa đơn theo thông tư 78 thì cô thấy là bây giờ trước khi mà chúng ta gửi cho khách hàng ấy là chúng ta cũng lại gửi cho cơ quan thuế, họ phải cấp mã. Đấy, nó khác ở cái chỗ đấy. Thế thì nó sẽ có những cái quy định về xử lý hóa đơn viết sai và nó được áp dụng từ mùng 1 tháng 7 thì các em sẽ cập nhật sau để xem nó có còn điều chỉnh cái gì hay không nhé. Thế còn đi làm dọn dẹp sổ sách cho các năm cũ ấy thì thông thường là chúng ta sẽ phải check toàn bộ hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào để xem so với sổ sách này, so với tờ khai để xem nào, ví dụ như chúng ta đang có 100 cái hóa đơn mà người ta lại vào sổ sách có 9 8 cái chẳng hạn. Có nghĩa là lại còn 2 cái nữa chưa thấy vào sổ sách. Đấy, và 2 cái đấy người ta đã kê khai thuế rồi. Thì đấy là một tình huống, có nghĩa là chưa vào sổ mà đã kê khai. Thế còn tình huống ngược lại thì có những công ty lại đã vào sổ rồi mà lại chưa kê khai thuế. Đấy, thế hay là bây giờ chúng ta thấy rằng là họ sẽ kê khai cả những cái hóa đơn mà nó không hợp lý, không hợp lệ, không hợp pháp, hay là họ kê khai cả những cái hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ, đúng không? Thì đấy là những cái tình huống mà các em đi làm sau này soát xét ý. Thì đầu tiên là cái việc mà chúng ta sẽ check hóa đơn đầu vào so với sổ sách để xem nào bây giờ có bao nhiêu cái hóa đơn và người ta đã vào sổ sách đủ hay chưa. Nếu như trường hợp mà người ta chưa đủ, người ta vào chưa đủ thì có nghĩa là còn 2 cái nữa người ta chưa vào, thì các em cứ thực hiện theo nguyên tắc của kế toán, có nghĩa là chi phí của kỳ nào thì chúng ta phải được vào sổ kỳ đấy, đúng không? Đấy, thế nên là nếu mà cái chi phí đấy nó có giá trị lớn thì chúng ta phải quay về cái năm đấy để chúng ta vào sổ. Mà đương nhiên là chúng ta vào sổ như vậy là báo cáo tài chính của chúng ta sẽ bị sai, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ phải nộp lại báo cáo tài chính. Đấy, thì có nghĩa là các em soát xét mà cứ thấy có những cái hóa đơn đầu vào, đầu ra mà người ta chưa hạch toán vào sổ ấy, thì các em phải quay về cái kỳ đấy để mình hạch toán. Đấy, đấy là về sổ sách nhá. Thế còn về hóa đơn đầu vào mà chưa kê khai thuế ấy, thì nói chung là như quy định trước đây thì từ lâu lắm rồi, nhưng thôi bây giờ các em qua cái giai đoạn đấy rồi thì cô không nhắc đến. Ví dụ ngày xưa cô làm ấy thì hóa đơn đầu vào nó có thời hạn trong vòng 6 tháng thôi, chúng ta chỉ được kê khai trong vòng 6 tháng thôi,
Nhưng mà từ năm 2014 đến giờ thì nó không còn cái quy định đấy nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ được kê khai vô thời hạn. Thế tuy nhiên là như quy định cũ ấy, thì nếu mà chúng ta bỏ sót hóa đơn đầu vào thì chúng ta lại không điều chỉnh mà chúng ta sẽ kê khai vào kỳ hiện tại ấy. Đấy, thế nhưng mà bây giờ theo quy định mới thì lại không kê khai vào kỳ hiện tại mà lại quay trở về kỳ đấy để kê khai. Đấy, thì cái này hôm vừa rồi cô cũng có up vào trong cái nhóm học viên ấy. Thì các em mà học xong cái khóa học này của cô thì các em phải bảo cô để cô đưa vào cái group. Đây là cái group của học viên cô Quỳnh này. Thì để nay mai ra đi làm có cái gì mới thì cô sẽ cập nhật vào đây. Đấy, thì các em sẽ vào cái đầu tiên là các em sẽ bảo cô để cô đưa vào cái group này. Cái group là nơi để chúng ta cập nhật các cái kiến thức. Tất nhiên là không phải nghĩa vụ của cô đâu, mà lúc này là cô rảnh lúc nào thì cô làm thôi nhá. Thế nên là các em học thì bây giờ trong cái khóa học này cô cố gắng cô trao truyền các em bằng tất cả những cái gì tâm huyết nhất có thể, và cái giá trị mà cô trao cho các em ấy nó nhiều hơn số tiền học phí mà các em đóng góp rất là nhiều. Thì đấy là cái mà nghĩa vụ của cô trong cái lúc các em học, đúng không? Thế còn em mai học xong ấy thì cô cũng không hứa là cô sẽ đồng hành cùng các em trọn đời, bởi vì cô nó muốn nói cái gì là mình phải có thực hiện được ấy. Thế nhưng mà cô lấy ví dụ bây giờ cô già rồi, nay mai cô không theo nghề nữa, các em thì trẻ làm sao mà cô đồng hành trọn đời cùng các em được, có đúng không nào? Hoặc là vài năm nữa cô lại kinh doanh một cái ngành nghề khác, lúc đấy cô còn phải tập trung vào cho công việc kinh doanh của cô chẳng hạn, thì cô không thể nào mà cô đồng hành cùng các em được, ví dụ như thế, đúng không? Thế còn trong cái lúc mà cô vẫn còn đang làm nghề thì sau khi học xong thì nó là tình cảm. Nói chung là chúng ta sẽ hỗ trợ đồng hành để cùng nhau phát triển, thì bản thân các em cũng phải vì cô và cô cũng mới vì các em được, đúng không? Đấy, đơn giản như là cô rất là buồn nhé. Ví dụ như ở trong cái nhóm học viên của cô đây. Đây là nhóm học viên, nhóm chung của cô sau khi các em ra nghề á, thì cô đưa vào nhóm chat ở trên Zalo, thì để nói chung là các em vào đây để tự thảo luận trao đổi với nhau. Thế rồi thì cô rảnh lúc nào thì cô giải đáp được thì cô giải đáp. Thì đấy là cái mong muốn của cô để có cái sự cô trò, có cái sự kết nối. Thế nhưng mà các em nhìn hộ cô này, ví dụ như hôm qua là chủ nhật, thật sự với các em là nếu mà cô không vì các em ấy thì cô nghỉ cô đi chơi, tội gì mà cô phải lên Zoom để cô giải đáp, có đúng không? Thế nhưng mà khi mà cô đưa lên đây nhá, các em nhìn này, các em đi làm có vướng mắc gì thì 20 giờ vào Zoom cô giải đáp nhé, có đúng một đứa thả tim. Các em nghĩ gì khi mà các em, ví dụ như các em, cô mời các em là đến nhà cô chơi nhé, các em chả thèm bảo gì, đúng không? Thì các em có thấy buồn không? Đấy, ít nhất là bây giờ trong một cái nhóm như thế này rồi, khi mà cô có một cái gì đó, đặc biệt là cái nhã ý muốn giúp các em thế này, thì các em có tham gia thì các em cũng phải nói là các em tham gia. Các em cứ im thế này thì làm sao mà cô biết được là có đứa nào tham gia hay không để mà cô sắp xếp thời gian. Thế nhưng mà ngược trở lại cô vẫn sắp xếp, tối hôm qua cô vẫn sắp xếp, cô vẫn mở ra. Thế và vẫn có khoảng độ hơn hơn chục em vào. Thế nhưng mà ít nhất hơn chục em đấy có vào được hay không thì cũng phải bảo cô một tiếng là vâng, em vào chứ, đúng không? Đấy, không được một lời nói gì đây, cả một cái cả 443 thành viên trong này mà có đúng một trái tim. Các em thấy có buồn không? Thật sự là cô vì các em như thế mà các em không đón nhận, các em cảm thấy thờ ơ với nó như thế, thì lần sau liệu cô có còn hào hứng để cô giúp các em không? Bởi vì cô nghĩ là bây giờ đang cái mùa báo cáo tài chính ấy, thì bây giờ các em mới ra thì chắc chắn là vẫn còn những cái bỡ ngỡ. Thế nên là thật sự là trong lòng cô rất là canh cánh. Cô thỉnh thoảng cô lại muốn mở ra để xem có đứa nào vướng mắc cái gì không, có hỗ trợ được các em cái gì không. Đấy, các em thấy là có ai như cô không? Thế mà đấy, các em không vào, cô thông báo như thế mà cũng chẳng đứa nào ý ới cái gì. Thế là thế nào, cô chả hiểu nổi luôn ý. Buồn ơi là buồn luôn. Đấy, thì nay mai ra các em đi vào vào trong các nhóm ấy,
Thì lúc này nhã ý của cô cho vào là để cho các em học hỏi lẫn nhau, thế rồi thì có thể giúp được các em cái gì thì cô giúp. Thế tuy nhiên là chúng ta đã là người trong một nhóm rồi, thì khi mà cô nói cái gì hay cô thông báo cái gì thì các em phải có cái sự tương tác, hoặc là kể cả các bạn cũng có cái sự đơn giản như là những cái ngày nọ ngày kia chúng ta có một lời chúc cho nhau để cho nó thêm gắn kết gần gũi, đúng không? Chứ ai đời vào nhóm lại cứ im 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 im, chả ý ới gì đấy, chả vâng chả dạ chả gì cả. Thế xong rồi ví dụ những cái lúc mà cô chia sẻ kiến thức ấy, thì bây giờ có những cái mà kiến thức thuộc về chuyên ngành thì các em phải lưu nó vào để khi cần chúng ta phải có một cái thói quen ấy, tạo ra lấy một cái trang cái nhóm kín của riêng mình ấy. Chỉ một mình tôi cũng được. Các em lưu tất cả những cái gì thuộc về những cái kiến thức hay ho vào đấy để mà trau dồi mà phát triển nghề chứ, đúng không? Đằng này hàng ngày các bạn hỏi gì đáp gì, cô đáp gì cũng chả thèm nghe, xong đến có khi là đến sáng giải đáp chiều lại hỏi. Đấy thì làm sao mà cô có thời gian nào mà cô cứ đi trả lời suốt như thế được? Có một cái câu hỏi mà cứ hết bạn này hỏi đến bạn khác hỏi thì cô cũng không thể nào mà cô cứ hàng ngày cô giải đáp hết được, đúng không? Đấy, thế nên là những cái lúc mà cô chia sẻ kiến thức thì các em phải để tâm đến, lưu nó vào. Đấy, thì để đến lúc mình hay lúc nào rảnh rỗi, nếu mà các em muốn phát triển cái nghề này này thì cứ lúc nào rảnh rỗi là các em phải trau dồi kiến thức cơ, chứ không phải là cứ để học xong cất bỏ đấy đâu. Nếu mà như thế thì nó sẽ không phát triển được, đến lúc chúng ta nhanh quên lắm, mà hơn nữa làm đến lại vướng lại làm sai, đúng không? Đấy mà phải thường xuyên cập nhật, thì cái Facebook nó là những cái nơi mà để cho chúng ta cập nhật thông tin rất là tốt, thì các em phải chịu khó thường xuyên lên Facebook, mà khi lên Facebook thấy cô up cái gì thì phải tương tác để khích lệ. Đấy thì ví dụ như bây giờ các em up một cái gì đấy lên Facebook mà chả ai người ta quan tâm thì lần sau các em có buồn up không? Đặc biệt là những cái kiến thức như thế thì cô cũng phải bỏ chất xám ra, cô cũng phải bỏ thời gian ra đấy chứ. Nếu mà không vì các em thì cô tội gì mà cô làm cái việc đấy, đúng không nào? Đấy thì chúng ta có một cái quy ước với nhau là sau này tóm lại là cô giúp được các em cái gì thì cô sẽ cố gắng. Còn bản thân các em cũng vậy. Cái sự tương tác nó cũng là một cái hành động giúp đỡ cô để tăng cái tương tác cho Facebook để cái mảng của cô ngày một phát triển hơn, có đúng không? Đấy thì chúng ta phải biết vì nhau. Đấy thì cố gắng là duy trì cái việc đấy. Thì sau khi học xong thì cô có lập cái group học viên cô Quỳnh đây. Thì để cô rảnh rỗi lúc nào có cái gì mới cô cập nhật vào đây. Thì ví dụ như hôm qua thì cô cũng có đưa vào đây về cái quy định là trước đây này thì hóa đơn đây, hóa đơn đầu vào nhé, thì người ta không cho chúng ta kê khai bổ sung, có nghĩa là chúng ta sẽ phải kê khai vào kỳ hiện tại. Cô lấy ví dụ như năm nay là năm 22, các em soát xét của năm 20, năm 21 mà các em thấy nó có các cái hóa đơn đầu vào mà người ta chưa kê khai á, thì theo quy định cũ là không được kê khai bổ sung, mà chúng ta phải kê khai vào kỳ hiện tại, có nghĩa là kê khai vào cái năm 22 này này. Đấy là kê khai nhá. Nhưng mà còn sổ sách ấy, thì theo như quy định của kế toán, các em hình dung là ví dụ như cái khoản chi phí đấy nó là của năm 20, doanh thu nó đã được ghi nhận vào năm 20 rồi, thì chúng ta phải thực hiện cái chuẩn mực kế toán phù hợp giữa doanh thu và chi phí à. Có nghĩa là chi phí của cái vụ việc nào thì nó phải được ghi nhận vào cái vụ việc đấy, chứ không thể nào chúng ta ghi nhận doanh thu của cái vụ việc đấy từ năm 20 mà bây giờ chúng ta lại ghi nhận cái chi phí của nó vào năm 22 được, có đúng không? Thì đấy là chúng ta phải thực hiện theo cái quy định của chế độ kế toán. Thế nhưng mà còn cái vấn đề về kê khai thuế á, thì theo cái điều 47 của luật quản lý thuế đấy thì nó có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 nhá, thì chúng ta lại kê khai vào kỳ hiện tại đấy, quay trở lại đầu vào ấy, chúng ta lại không kê khai vào kỳ hiện tại mà chúng ta lại quay trở về cái kỳ đấy để kê khai. Đấy thì đấy là cái mốc thời gian mà nó có cái sự thay đổi thì các em nắm lấy, tức là sau này chúng ta đi soát xét nếu như hóa đơn đầu vào đấy của trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 thì chúng ta sót thì chúng ta sẽ kê khai vào kỳ hiện tại. Nhưng mà bắt đầu nó từ mùng 1 tháng 7 năm 2020, nếu chúng ta phát hiện sai sót thì chúng ta sẽ quay về cái kỳ cũ để chúng ta kê khai bổ sung.
Đấy, đấy là về hóa đơn đầu vào. Thế còn hóa đơn đầu ra thì thứ nhất là các em soát xét xem cái thời điểm xuất hóa đơn chúng ta đã xuất đúng thời điểm chưa. Nếu mà chúng ta xuất sai thời điểm thì bây giờ không xuất lại nữa, nhưng mà ít nhất các em phải biết được là công ty mình đang xuất sai thời điểm một cái hóa đơn, thì theo thủ tục hành chính là nó bị phạt vì xuất hóa đơn không đúng thời điểm. Thì để nay mai chúng ta đi soát xét thì chúng ta phải đưa cái này vào biên bản là em soát xét của năm 20 em thấy bên anh đang xuất mấy cái hóa đơn sai thời điểm. Cái này nó có sẽ có rủi ro, có thể là sẽ bị phạt vi phạm hành chính vì xuất hóa đơn sai thời điểm anh nhá. Đúng không? Ít nhất mình phải nêu ra được cái đấy. Thế, hoặc là ví dụ như bây giờ các em soát xét mà các em thấy nó có những cái tiền khách hàng chuyển về cho mình ấy, có thể là chuyển qua tài khoản thì chúng ta sẽ khó mà xử lý, còn tiền mặt thì đơn giản đúng không? Nhưng mà ví dụ như bây giờ như công ty của cô đi, bây giờ các em vào làm, sau đó các em nhập sổ phụ ngân hàng, các em lại thấy em A chuyển tiền đăng ký khóa học vào quý 1 năm 20, em B lại chuyển tiền đăng ký khóa học vào quý 2 năm 20, ví dụ như thế. Mà trong khi đó thì lại không thấy xuất hóa đơn cho hai cái khoản này. Đấy, không thấy ghi nhận doanh thu vào sổ. Thì lúc này chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề là vậy thì cái tiền này xử lý thế nào? Một là chúng ta có thể giải trình theo cái kiểu đây là khách hàng trả trước được không? Nếu mà khách hàng trả trước thì bọn em phải có cái gì để giải trình đây là một khoản trả trước chứ đúng không? Ví dụ như bây giờ chúng ta ký hợp đồng kinh tế, sau đó thì ghi là sẽ trả trước bao nhiêu tiền và sau đó thời hạn thanh toán là bao giờ, chứ không có cái chuyện mà lại từ năm này sang năm khác mà lại giải trình là trả trước được. Làm sao mà lại giải trả trước lâu thế được, đúng không? Người ta chỉ trả trước trong một thời hạn, ví dụ đầu tiên ký hợp đồng là người ta đặt trước bao nhiêu đấy, sau đó thì thực hiện hợp đồng chưa, đúng không? Làm gì có chuyện không thực hiện hợp đồng từ năm đấy đến giờ mà lại trả trước. Thế nên là chúng ta không giải trình được đấy là một khoản trả trước, thì chúng ta lại phải nghĩ đến cái chuyện là xem có giải trình được theo cái kiểu là trước đây chúng ta ký hợp đồng thì người ta đặt trước, nhưng mà sau đấy cái hợp đồng đấy không được thực hiện thì đã hủy rồi, thì các em lại phải có những cái hồ sơ để giải trình rằng cái hợp đồng này đã hủy rồi, hai bên thanh lý phạt vi phạm hợp đồng. Nếu mà bây giờ chúng ta ký hợp đồng nhé, chắc chắn là trong đấy sẽ có cái điều khoản là nếu mà vi phạm hợp đồng thì sẽ bị phạt đúng không? Thế bây giờ ví dụ như chúng ta ký hợp đồng mà sau đấy chúng ta lại hủy, chúng ta không làm nữa thì chắc chắn chúng ta bị phạt chứ đúng không? Thế thì lúc đấy nó phải sẽ phải có hợp đồng này, có thanh lý hợp đồng này, có xử lý vi phạm hợp đồng này thì chúng ta mới giải trình được, và có thể là chúng ta người ta chuyển khoản cho chúng ta xuất tiền trả lại hoặc là chúng ta chuyển khoản trả lại đúng không? Đấy thì đấy là những cái mà chúng ta mới có thể giải trình được là cái khoản này lúc đấy là người ta đặt trước nhưng sau đấy cái hợp đồng này không thực hiện đã hủy rồi thì người ta mới chấp nhận. Còn nếu cả hai lý do đấy mà các em không thể giải trình được thì coi như đây là một khoản doanh thu mà chúng ta chưa xuất hóa đơn, thì nếu như trong trường hợp đấy thì các em phải xuất bù nhé. Đấy thì khi mà xuất bù ấy thì các em phải chú ý ghi rất là rõ. Ví dụ như bây giờ khoản học phí của em A vào quý 1 năm 20 thì khi cô xuất hóa đơn bù cô phải ghi rất là rõ xuất bù doanh thu tiền học phí của em A chuyển khoản vào ngày bao nhiêu, ngày tháng năm nào. Đấy, thì nay mai chúng ta mới giải trình là cái khoản này em đã xuất bù hóa đơn rồi, đúng không? Đấy, và cái khoản xuất bù hóa đơn đấy là chúng ta đang xuất sai thời điểm mà chúng ta sẽ bị phạt. Thì chúng ta chấp nhận bị phạt vi phạm hành chính còn hơn là chúng ta không ghi nhận doanh thu mà người ta lại truy thu lại cái doanh thu đấy là một. Cái thứ hai là người ta sẽ quy cho chúng ta vào cái tội trốn thuế, bán hàng mà không chịu xuất hóa đơn, không chịu ghi nhận doanh thu đúng không? Đấy, thế nên là để khắc phục, để tránh bị quy vào cái tội đấy thì chúng ta sẽ xuất bù hóa đơn. Đấy, thì đấy là những cái tình huống đi làm mà gặp phải. Đấy, thì cô chia sẻ như vậy. Tóm lại là chúng ta đi soát xét của các năm cũ thì các em phải soát xét đầu ra, soát xét đầu vào. Đầu vào thì để xem nào, thứ nhất là mình có bị thất lạc, mất hóa đơn không? Thứ hai là chúng ta đã vào sổ sách, đã kê khai thuế đầy đủ chưa? Nếu như chưa vào sổ sách mà hóa đơn nó vẫn còn đấy thì chúng ta sẽ quay về cái kỳ đấy để làm, để hạch toán vào.
và số tiền nó lớn, nó ảnh hưởng trọng yếu thì chúng ta phải làm lại báo cáo tài chính. Còn nếu như trường hợp mà số tiền nó nhỏ nhưng mà đa số là hóa đơn là liên quan đến chi phí rồi, nó là sai sót trọng yếu rồi. Còn những cái sai sót không trọng yếu, cô lấy ví dụ như bây giờ công nợ ấy, chúng ta vẫn còn công nợ mà lúc trước chúng ta không biết, chúng ta lại hạch toán hết công nợ. Thế là đến năm sau khách hàng lại thanh toán tiền vào năm sau. Thế là bắt đầu chúng ta mới lại phát hiện ra là thôi chết, khách hàng này vẫn còn nợ mà sao sổ sách của năm trước của mình lại không còn nợ. Đấy, thì có nghĩa là sai sót đấy là sai sót không trọng yếu đúng không? Thì các em có thể điều chỉnh bút toán vào cái năm sau cũng được. Đấy, thế nhưng mà còn những cái sai sót trọng yếu thì chúng ta quay về cái năm đấy chúng ta hạch toán, và nếu ảnh hưởng đến chi phí, ảnh hưởng đến thuế má thì các em phải xác định lại nghĩa vụ thuế, làm lại sổ sách, nộp lại báo cáo tài chính. Đấy. Thế thì lúc này nói chung là đi soát xét thì chủ yếu là nó có những cái tồn đọng hóa đơn đầu ra đầu vào như vậy thôi. Đấy, hóa đơn đầu ra thì nếu như mà sai thời điểm thì chúng ta sẽ bị phạt vì sai thời điểm. Còn nếu mà chúng ta chưa xuất hóa đơn thì chúng ta có thể lựa chọn giải pháp là xuất bù. Đấy, cái này thì thực tế ra không có trong quy định, mà cái này là kinh nghiệm của cô thôi. Ngày xưa cô bị mắc phải ở cái công ty Bắc Hải ấy, tức là họ là công ty sản xuất bao bì, văn phòng là ở Nguyễn Văn Cừ, nhà máy thì ở dưới Hải Dương. Thế đến khi mà cô nhận làm dọn dẹp sổ sách 5 năm trước khi quyết toán thì 5 năm đấy các chị ý chả biết đường mà xuất hóa đơn, toàn xuất có mỗi cái phiếu xuất kho. Ví dụ như xuất nguyên vật liệu xuống nhà máy để sản xuất ý, thì lại xuất mỗi phiếu xuất kho, không phải là phiếu xuất kho kiêm điều chuyển nội bộ đâu, mà chỉ là viết phiếu xuất kho đơn thuần ý. Thế thế nên là cái không đúng chung trong quy định. Thì lúc đấy bây giờ nếu mà không có đầu vào mà chúng ta cứ sản xuất như thế lại có đầu ra doanh thu lại rất là lớn, mấy trăm triệu một năm. Thì bây giờ nếu mà trường hợp mà phiếu xuất kho như thế người ta không chấp nhận là chi phí đầu vào thì có phải là chúng ta không có giá vốn, không có giá thành không? Mà lại chỉ có doanh thu thôi thì nộp thuế vỡ mặt đúng không? Thế nên là cô rất là trăn trở cái vấn đề này, cô không biết làm thế nào, giải quyết nó là thế nào. Đi hỏi hết chỗ nọ chỗ kia cũng không ai giải đáp được. Xong là cuối cùng thì đến lúc mà cô vận dụng vào có một đêm cô nằm, lúc ấy phải gần 2 giờ sáng ấy, cô vẫn trăn trở về cái này. Thế xong bắt đầu cô mới nghĩ đến cái vấn đề là tại sao nó lại có cái phạt về xuất hóa đơn không đúng thời điểm. Mà bây giờ mình không vận dụng cái này để mình xuất bù đi. Mình xuất bù thì mình chấp nhận là bị phạt hành chính đúng không? Đấy, thế là bắt đầu đúng cái lúc đấy cô nghĩ ra được như thế là cô chồm ngay dậy luôn. Đấy, thế là bắt đầu cô nghiên cứu và cô thử làm thử đấy, và sau đó thì sau cái vụ quyết toán đấy thì cô thấy ok. Thế nên là đây là cái quy định của cái kinh nghiệm của cô thôi, chứ nó không có trong quy định về xuất bù đâu nhá. Đấy, thì sau này các em vận dụng để các em đi vào làm cho các cái công việc mà mình cảm thấy là cái doanh thu đấy, nói chung là các công ty hay có cái tình trạng là khách hàng chuyển tiền vào ngân hàng mà không xuất hóa đơn lắm. Đấy, thì lúc này nếu như trong trường hợp đấy lúc mà các em cứ nhắm mắt nhắm mũi các em hạch toán theo sổ phụ ấy, có nghĩa là tiền vào thì mình sẽ ghi tăng tiền và cái khoản đấy là khách hàng chuyển thì mình ghi có trong 131. Thế nên là cái khoản dư có ở 131 này nó rất là rủi ro. Thuế họ vào họ sẽ soi vào các cái khoản dư có của 131 và sau đó thì họ sẽ kiểm tra xem nào cái khoản dư có đấy là do chúng ta bán hàng không xuất hóa đơn hay là thế nào. Họ sẽ ấn định đấy là doanh thu. Còn việc của chúng ta giải trình là chỉ có hai lý do. Một là các em phải giải trình là đây là khách hàng trả trước thì chúng ta phải có hợp đồng, trong hợp đồng ghi rõ là trả trước đúng không? Và ví dụ như bây giờ quyết toán vào năm 22 này mà cái khoản trả trước đấy nó lại là của quý 4 năm 12 thì còn hợp lý các em ạ. Có nghĩa là cái hợp đồng đấy đang được thực hiện đúng không? Chưa xong thì nó là một khoản khách hàng trả trước thì ok. Thế nhưng mà bây giờ khách hàng trả trước từ năm 19-20 đến giờ thì có ai nghe được không? Đấy, nên là không 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 giải trình được thì người ta sẽ coi như là chúng ta bán hàng không xuất hóa đơn. Đấy, hoặc là các em không giải trình được là cái hợp đồng này lúc trước người ta đặt cọc nhưng mà sau đấy thì hủy rồi. Thì bây giờ những cái hồ sơ liên quan đến hủy hợp đồng đâu?
các em lại phải giải trình ra đúng không? Đấy thì chỉ có hai trường hợp đấy thôi, còn nếu mà ngoài ra thì chỉ có là bán hàng không xuất hóa đơn thôi. Thế nên là sau này các em đi làm mà kiểm tra các cái khoản dư có ở 131 ấy, nếu mà cảm thấy không giải trình được theo hai cái tình huống đấy thì các em phải nghĩ đến chuyện xuất hóa đơn đi. Đấy, và xuất hóa đơn như thế là chúng ta sẽ bị phạt vì xuất hóa đơn không đúng thời điểm. Thì các em sẽ tìm hiểu và đưa vào trong cái văn bản của mình. Mình phải nêu rõ ra là trong năm nay em soát xét em thấy có những cái vấn đề gì và những cái đấy thì rủi ro như thế nào, phạt bao nhiêu tiền thì các em phải đưa hết vào trong biên bản và cái đấy em có thể khắc phục được hay không. Đấy thì các em phải đưa hết vào thì để nay mai nó tránh cái rủi ro cho mình đúng không? Đấy thì đấy trong cái chương hóa đơn này thì nó chỉ có bấy nhiêu cái nội dung như vậy thôi. Đấy thì cô chia sẻ như vậy thì tóm lại là các em nắm bắt lấy là thứ nhất là ra bên ngoài bây giờ các em sẽ nhận được rất nhiều loại hóa đơn. Thì về hóa đơn tài chính thì nó chỉ có 3 loại như cô nói thôi. Còn nếu gặp phải các loại hóa đơn khác nó không phải là hóa đơn tài chính thì theo nguyên tắc của kế toán thì vẫn hạch toán. Nó thuộc về tài khoản nào các em vẫn hạch toán vào tài khoản đấy và đến lúc xác định nghĩa vụ thuế thì các em bóc. Còn nay mai trên tờ khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai, thì ít nữa mà học sang đến cái tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp thì cô sẽ chỉ cho các em đấy. Thế còn liên quan đến thủ tục hành chính thì nó chỉ có bấy nhiêu cái mẫu biểu ở trên HTKK đấy thì các em sẽ thực hiện các cái thủ tục hành chính nữa. Đấy, và sau nữa là chúng ta sẽ xem những cái vi phạm về hóa đơn nó thường hay xảy ra như thế nào thì áp vận dụng vào để chúng ta làm. Ví dụ như hóa đơn mà không hợp lý, không hợp lệ, không hợp pháp, người ta đã kê khai thuế, người ta đã vào sổ sách thì nay mai trên tờ khai thuế cô sẽ dạy các em là xử lý điều chỉnh hóa đơn viết xử lý cái hóa đơn đấy, xử lý cái tờ khai đấy. Thế còn bây giờ trên nguyên tắc của sổ sách, nếu nó là một khoản chi phí kế toán thì kệ nó thôi. Chỉ có điều là chúng ta biết là có những cái hóa đơn như thế mà người ta vẫn hạch toán thì các em phải xác định lại nghĩa vụ thuế để xem là người ta xác định đã đúng hay chưa. Tại vì các bạn ấy không biết mà các bạn ấy hạch toán vào chi phí thì kiểu gì các bạn ấy cũng vẫn cứ để nó làm chi phí thôi. Còn bây giờ các em vào các em phải xác định lại nghĩa vụ thuế. Sau khi mình bóc ra những cái hóa đơn đấy thì công ty mình đang phải nộp thuế hay không phải nộp thuế. Nếu mà phải nộp thuế từ quý 1 năm 20 đến giờ thì các em phải nhân với số ngày nộp chậm, nhân với 0,03 để các em ngoài cái việc mà nộp thêm tiền thuế lại phải nộp phạt nữa thì xử lý như thế thì nó mới triệt để. Đấy thì cái hóa đơn thì nó là những cái liên quan đến chi phí của công ty mình. Vì vậy mà các em phải kiểm soát cái đầu vào phải rất là chặt chẽ. Đấy, tra cứu thông tin khi mà bây giờ mình làm cho năm hiện tại này này, nhận các cái hóa đơn mà định hợp đồng mua bán với một công ty nào đấy, giá trị nó lớn là mình phải tra cứu thông tin doanh nghiệp trước đi. Đấy, nhận cái hóa đơn đấy là mình phải tra cứu thông tin hóa đơn đi, xem là nó có hợp lý, hợp lệ, hợp pháp hay không. Đấy, còn kiểm tra các năm cũ thì đấy các em sẽ kiểm soát các cái vấn đề đấy, hóa đơn đầu ra đầu vào, sau đó thì phát hiện ra những cái tồn đọng thì chúng ta xem có giải quyết được không, hướng giải quyết là thế nào. Ví dụ như bây giờ mất hóa đơn đầu vào thì các em phát hiện ra thì chúng ta phải biết ngay cái hướng giải quyết. Một là chúng ta sẽ phải xử lý hóa đơn báo mất cháy hỏng hóa đơn thì sẽ phạt bao nhiêu tiền. Và nếu không xử lý theo phương án đấy thì chúng ta phải điều chỉnh hóa tờ khai, xuất bỏ cái hóa đơn đấy ra khỏi tờ khai. Và trên sổ sách nếu đã chót hạch toán rồi mà trong năm đấy nó không có cái sai sót gì để mà chúng ta phải làm lại sổ sách ấy, thì thôi cứ để đấy nhưng mà sẽ xác định lại nghĩa vụ thuế. Còn nếu như trường hợp có nhiều cái sai sót nữa mà chúng ta phải làm lại sổ sách thì những cái hóa đơn mất đấy các em đã loại khỏi tờ khai rồi thì cũng nên loại khỏi sổ sách luôn để không phải bóc biết các thứ gì cả. Đấy, đằng nào chúng ta cũng có được tính vào chi phí đâu đúng không? Đấy, còn nếu trường hợp mà chúng ta phát hiện ra mà nó sổ sách nó làm đúng hết, nó chỉ có mất đi hai ba cái hóa đơn đấy mà trước đấy người ta đã hạch toán rồi, bây giờ chúng ta không muốn làm lại sổ sách nữa thì các em chỉ cần xác định lại nghĩa vụ thuế nữa thôi. Và nếu xác định nghĩa vụ thuế mà thấy có những cái nó không phù hợp với luật thuế thì các em chỉ cần nộp lại cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thôi là ok, còn sổ sách thì không cần thiết.
Đấy, thì đấy là toàn bộ những cái kiến thức ở cái chương hóa đơn mà cô chia sẻ với các em. Thế còn các em có câu hỏi gì, cần hỏi cái gì liên quan đến cái chương hóa đơn thì các em cứ ghi ra sổ nhé. Tối mai thì cô sẽ xin phép chuyển sang cái phần khác. Và đến cái buổi cuối cùng thì toàn bộ những cái kiến thức cần hỏi đáp ở các chương còn lại thì các em sẽ hỏi đáp vào cái buổi cuối cùng cho cô nhé. Thôi tối nay thì các em nghỉ ở đây đi. Cô xin phép rời Zoom nhé.